Shop88 xin kính chào các bác. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop88. Hôm nay Shop88 là một video cảm ơn một khách hàng ở thành phố Bạc Liêu đã bùng hàng chiếc xe Tinter tên người Pro full UTK R8000 cũng như full carbon, giá là 32.500.000 đồng. Bác ấy có đặt cọc trước bên em và khi đến nơi thì bác đã không nhận hàng. Bác viện đủ lý do để nhận hàng thì em rất là cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã nhường chiếc xe này cho những khách hàng khác, vì trong thời gian tới tầm 2 tháng nữa thì hàng Tinter sẽ không có hàng. Thật sự là 2 tháng nữa sẽ không có hàng, nên cảm ơn bác rất là nhiều vì bác đã nhường một chiếc xe để lại cho những khách hàng nào đam mê xe mua Tinter, xe thể thao có được chiếc xe đó. Và mẫu xe Tinter thì 10 Pro bên em vẫn tiếp tục giảm giá và về đầy đủ hàng mẫu mã. Như trên em cũng đã làm một video hàng về để có bác những khách hàng nào đam mê xe có thể là đặt mua chiếc xe ưng ý cũng như là chọn cho mình một chiếc xe nào phù hợp. Thì hiện tại thì xe đạp và 88 đã nhập về những mẫu xe từ Hunter, Slipper hay là có cả mã Rocket để các bác có thể đa dạng mẫu mã để các bác có thể chọn lựa cũng như là cấu hình nó phù hợp, từ cấu hình Shimano Gravit R2000 như Shimano 1.5 R5008 R7000 như full R7000 full carbon. Đây đủ giá cả từ 10 triệu đến 30 triệu đồng rải rác tất cả các phân khúc để các bác chọn lựa. Còn chiếc mặt đây là chiếc Tinter T10 Pro phiên bản full carbon, full UTK R8000. Con này là size 46 thì đây là màu bạc, tím bạc các bác nhé. Full carbon, bánh carbon, cá lổ của đề UTK R8000. Sơn đổi màu theo góc nhìn, nhìn góc nào nó đang đấy các bác nhé. Nó sẽ là màu tím và màu xanh lục bạc là chính. Ngoài ra thì có cái carbon, CN carbon, ghi đông carbon, Meyer Tinter carbon. Thiết kế đúng như bọn em bán hàng là đúng như video quảng cáo. Các bác đến nhận hàng, các bác kiểm tra, nếu không giống video thì các bác kiểm tra lại. Nhưng mà một số khách hàng đặt cho vui mồm thì thôi, em rất là cảm ơn các bác. Phải cảm ơn các bác đấy, thì nhờ các bác đấy thì những khách hàng khác mới có cơ hội để mà chọn được một dòng xe đua nó ưng ý, vì tầm 2 tháng nữa cũng có hàng. Và đây là video để review lại một xe Tinter T10 Pro phiên bản tiền ca người tháng nghìn là 32.500.000 đồng. Thiết kế cao cấp là phù hợp thì bác nào muốn xe đừng hãy alo trực tiếp hotline bên em 0933 522 186 cũng như 0936 307 317 để tư vấn như đặt hàng. Có chuyên cầu website xe đạp 88.vn. Em có đầy đủ thông tin chi tiết tất cả các mẫu xe trong website để các bác thể chọn lựa. Cảm ơn bác đã dành thời gian quý giá để xem video. Đây là video bên cảm ơn những khách hàng đã ủng hộ cũng như là cảm ơn tất cả các bác đó đã nhường những suất xe đạp đua cao cấp cho những khách hàng khác thì trong thời gian không có hàng. Cảm ơn các bác, xin chào các bác đã dành thời gian xem video.